手中我融的血，请守护你的笑容。红艳天上千重，罗龙王在惊梦，其发生只可用成英雄。斗魂觉醒，化清旋风。 旋风，让正义照亮天空。斗志浪千重。大家好，我叫旋风。一次偶然，我接触到了魔幻陀螺，它拥有兽能引擎，能随时在对战中给陀螺补充能量，无限加速，实在是太有趣了。 而且他们竟然拥有生命，竟然会说话。每当斗兽魂觉醒时，就会发出觉醒光芒，太神奇了！更让我惊讶的是，我的附近还隐藏着不同的魔幻陀螺。赶紧启动战榜系统，一起对战吧！Tập trước, dưới sự giúp đỡ của Gale và Kalon, Yuyan đã vượt qua được nỗi sợ. Lĩnh ngộ ra tuyệt chiêu mới của Lam Thiên Sư, đánh bại Yian. Mặt khác, Genkai thừa cơ vạch mặt kẻ đeo mặt nạ. Đồ ăn ngon đây rồi. Đây là của tớ. Đây cũng là của tớ. Của tớ hết. Đừng quên ai mới là người mua đấy. Là của bọn tớ mới đúng. Gale, đến lượt cậu thi đấu rồi. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của vòng đầu tiên. Cậu không lo lắng sao? Tất nhiên là có rồi. Lần đầu tiên thi đấu trước bao nhiêu người. Vì vậy nên tớ phải ăn thật nhiều để nạp năng lượng. Đúng vậy Gale, cậu phải lo lắng nhiều lên để chúng ta thường xuyên được ăn ngon. Bỏ đồ ăn của tớ ra. Tuy lo lắng nhưng đối thủ càng mạnh, tớ càng muốn đánh bại họ. Tốt lắm. Đúng là ta đã không nhìn lầm người. Tiến sĩ. Bây giờ chúng mình đang thắng 2 thua 1. Chỉ cần thắng tiếp trận này, chúng mình sẽ lọt vào vòng trong. Cứ tin đó bọn tớ, sẽ không có vấn đề gì đâu. Cứ giao cho bọn tớ, giao cho bọn tớ. Tớ đã giúp cậu hỏi thăm thông tin đối thủ của cậu rồi. Cậu ta tên là Vonu, được mệnh danh là kẻ kinh nghiệm điên cuồng. Nghe nói để đạt mục đích, cậu ta sẽ bất chấp thủ đoạn. Cậu phải cẩn thận đó Gale. Được thôi, để tớ lĩnh giáo tên kinh nghiệm điên cuồng đó xem sao. Chắc chắn Gale sẽ thắng. Bây giờ cháu đã mạnh hơn trước nhiều rồi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Cảm ơn các cậu. Phải rồi, bỗng dưng tớ nghĩ ra một chuyện. Tớ phải ra ngoài một chút. Lát nữa gặp lại nha. Cuối cùng cũng tới rồi. Tớ đã thu thập thông tin rồi. Quay của hắn tên là Hỏa Long Dương. Các cậu xem đi. Hỏa Long Dương là loại quay tấn công chủ lực, đánh gần rất mạnh. Có mạnh bằng sói hắc băng của tớ không? Còn nữa, cậu ta chơi quay chưa lâu nhưng tăng hạng trên chiến bảng rất nhanh. Ngay cả Seyun, Kalon, Helen trong top 15 cũng bại trong tay cậu ta. Một tôi quay mới chơi mà cậu cũng sợ à? Cậu đừng khinh địch như vậy. Đội ma thuật đều nằm trong top 20 của bảng xếp hạng. Nếu Fritz không dùng kế thì chắc chắn đã thua Kalon rồi. Leslie, đừng quên chúng ta là kẻ kinh nghiệm điên cuồng. Trận đấu này chúng ta sẽ thắng. Cậu đã nắm chắc phần thắng rồi sao? Cậu muốn biết nó lợi hại thế nào không? Cậu gặp may đấy. Cậu sẽ được thấy sức mạnh của sói hắc băng. Cậu cũng rất may mắn đó. Trận tiếp theo có thể không cần đấu cũng có thể thắng. Gel, cậu vội vã làm gì vậy? Chúng mình đi khởi động một chút đi. Thì ra cậu bảo có việc là muốn đi luyện tập sao? Cậu cũng biết là trận đấu tiếp theo quan trọng thế nào mà. Lại còn giữ thể diện nữa. Điểm này sẽ quyết định chúng ta có vào được vòng trong không, nên không thể thua được. Được, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Tới yêu cầu nhất Quả Long Dương à. Quay ma thuật xuất chiến. Tốt lắm, quay thêm một vòng nữa nào. Hay lắm. Chuyện gì vậy? Ai vậy? Cậu là ai? Vừa tới mà đã dùng đòn tấn công mạnh như vậy, thật đáng ngờ. Không dám ra mặt mà chỉ dùng quay tấn công, chắc chắn là có ý đồ. Quả Long Dương, dùng cách cũ đi. Tớ biết rồi. Quả Long Dương, cậu tuyệt thật. Tớ là ai chứ? Tên thỏ đế này vẫn đánh lén mà không dám ra mặt sao? Gel, đừng vội mừng, dịch hay chỉ mới bắt đầu thôi. Vẫn tới nữa à? Cái gì vậy? Hắc Long Dương, cậu sao vậy? Con quay đó có gì đó không ổn lắm. Quả Long Dương, cậu sao vậy? Đừng tránh nó, tấn công đi. Không được. Trên con quay đó có gì khiến tớ không thể tới gần được. Có gì đó à? Vonu, chiêu này của cậu thật xấu xa, nhưng tớ thích. Nếu không, làm sao chúng ta có cái tên kẻ kinh nghiệm điên cuồng? Vì chúng ta luôn khiến mọi người bất ngờ. Sỏi Hắc Băng, đánh bại nó đi. Gel, năng lượng tiêu hao nhanh quá, tớ rất khó thoát khỏi nó. Quả Long Dương, cậu phải cố lên. Không ngờ nó lại ra sức vậy. Được thôi, ta sẽ đánh bại ngươi trong trận đấu. Chạy đi đâu? Đâu rồi? Quả Long Dương, cậu không sao chứ? Tớ không sao, rốt cuộc con quay đó tới làm gì vậy? Chưa bắt đầu trận đấu vừa kêu, nó liền bỏ đi. Xem ra đối thủ muốn xử lý chúng ta trước trận đấu. Tớ còn lâu mới thua nó. Đúng vậy, trận đấu này chúng ta nhất định sẽ thắng. Hóa ra là cậu à. Tò mò quá cũng không phải là điều tốt đâu. Hắc Ma Tướng quay lại. Tuyệt vọng trong đêm tối đi, thần thú thức tỉnh. Không ổn rồi, hắn lại sắp hút điểm thần thú rồi. Băng Long Dương mau tránh ra. Tiếp tục dùng tuyệt chiêu. Quay lại, Băng Long Dương. Bỏ cuộc đi, đây là giới hạn của ngươi. Thần thú thức tỉnh. Tuyệt chiêu hàng băng hải. Những thần thú dần tới miệng ta rồi. Băng Long Dương. Genkai, tôi không muốn thừa nhận, nhưng chúng ta quả thực không phải là đối thủ của hắn. Tớ biết, nếu cứ tiếp tục thì sẽ bị hắn hút hết điểm thần thú. Mà tưởng đánh gần lợi hại quá, đánh lui nó ra là cơ hội duy nhất để bỏ chạy. Đừng gắn gượng vô ích nữa, không có tác dụng với hắc ma tướng đâu. Có tác dụng, dòng khí có tác dụng tới hắc ma tướng. Ta ghét nhất là mấy con chuột cứ lén lút. Hắc ma tướng, xông lên. Tuyệt chiêu Hắc Quang Ảnh. Không ổn, sẽ bị đánh trúng rồi. Không, chắc chắn sẽ có cách. Chắc chắn sẽ có cách. Chính là nó, dùng năng lượng tạo ra gió. Băng Long Dương quay đi. Tuyệt chiêu Chiến Long Phá. Năng lượng lớn thật, ta chưa bao giờ sợ chờ đợi hết. Geo cố lên, đánh bại cậu ta đi. Cố lên. Cố lên, Geo cố lên. Trận đấu này vô cùng quan trọng. Bên nào thắng sẽ quyết định đội mình có lọt vào trong hay không. Mời hai tuyển thủ đăng nhập quay. Đăng nhập hoàn tất. Mời hai tuyển thủ vào vị trí. Trận đấu bắt đầu. Quay ma thuật xuất chiến. Quay ma thuật xuất chiến. Gale, con quay này. Thì ra là cậu. Hèn chi đánh lén bọn tớ. Hóa ra cậu muốn ngăn bọn tớ tham gia trận đấu đúng không? Cái gì chứ? Tớ không hiểu cậu đang nói cái gì. Nhưng con quay của cậu trông chẳng ra làm sao hết. Sói hắc băng nhắm trúng vết thương của nó. Quả Long Dương, sao cậu không tránh ra? Gale, tớ bị thương rồi. Trên người tớ có một vết nứt. Chẳng lẽ là do đòn tấn công vừa rồi? Xem ra cậu ta đã biết cậu bị thương rồi. Đừng để bị tấn công nữa. Quả Long Dương, cố lên, cố lên. Chiến thắng là sẽ có rất nhiều đồ ăn đó. Gale, đừng thua đó nha. Lực chiến đấu của Quả Long Dương rất mạnh, không thể kéo dài được. Tốc chiến tốc thắng. Nạp năng lượng hoàn tất. Gale, không ngờ cậu ta lại ra tay sớm như vậy. Cậu có biết không, hình như Volu chính là kẻ kinh nghiệm điên cuồng gì đó. Hình như rất lợi hại thì phải. Ai lợi hại chứ? Quả Long Dương và Gale mới là lợi hại nhất. Quả Long Dương chỉ biết tránh đòn. Xem ra đó không phải là đối thủ của kẻ kinh nghiệm điên cuồng rồi. Kalon, cậu thấy không? Hình như sói hắc băng có vấn đề. Làm sao bây giờ? Mau nói cho Gale biết đi. Tớ nghĩ Gale cũng đã biết rồi. Tớ tin Gale sẽ nghĩ ra cách. Không được. Cứ như vậy hoài sẽ thua mất. Phải nghĩ ra cách phản công mới được. Sao? Vẫn muốn phản công à? Nói cho cậu biết, sói hắc băng đã phòng ngự mọi góc độ rồi. Không thể tấn công gần được đâu. Góc độ à? Đúng là có rất nhiều góc để tấn công. Cảm ơn cậu nha. Tớ nghĩ ra cách đối phó sói hắc băng rồi. Quả Long Dương, nghe lệnh tớ, nhảy lên. Nếu không tấn công được từ bên dưới thì tấn công từ bên trên. Tớ không tin cậu đỡ được. Thành công rồi. Chiêu này lợi hại quá. Hay lắm Gale. Không ngờ cậu cũng thông minh lắm đó. Thắng rồi, sắp thắng rồi. Quả Long Dương, máu nạp năng lượng. Được. Dốc toàn lực thiêu cháy hết đi. Thần thú thức tỉnh. Dùng tuyệt chiêu đi Quả Long Dương. Tuyệt chiêu Thiên Quả Cầu. Chúng ta thắng chắc rồi. Muốn thắng à? Không dễ vậy đâu. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ cậu ta dở trò gì? 这只魔幻陀螺拥有你想象不了的能量，只有拥有它，con quay này có sức mạnh vô cùng lớn. Phải dùng nó, cậu mới có thể thắng được Hỏa Long Dương. Dựa vào đâu mà ta phải nghe cô? Mạnh quá. Là cậu ép tớ phải dùng tên sức mạnh của nó đấy nha. Không. Gèo, hãy bình tĩnh lại đi. Đừng để chuyện thắng thua làm rối trí. Cậu quay không phải như vậy đâu. Rồi hắn bạn cũng có thể hút điểm thần thú à? Tập sau nguy rồi, Hỏa Long Dương gặp nguy, đừng bỏ lỡ nha.